Vâng, kính chào bác nhá, chào mừng các bác đã quay trở lại kênh nhá. Tiếp tục với chương trình video thì hôm nay bên em có một số cái mã hàng hàng vừa về xong nhá, và cũng quay trực tiếp báo giá. Hôm nay thì một số cái mã hàng giảm giá thì bên em sẽ cập nhật lại cái mức giá mới để các bác cập nhật lại và các bác dễ mua hàng hơn nhá. Đấy, thì các bác cùng đón xem video. Các bác xem video đừng quên xin nút like, một nút đăng ký kênh đón xem sản phẩm rồi video mới nhá nhá. Rất là nhiều mã hàng mới về này. Đấy, khăn tắm, khăn mặt Hàn Quốc này, rồi là đèn năng lượng này, kem đánh răng của Nhật này, rồi là bơm nhá, bơm, rồi là đợt này hôm nay có cái mã hàng kìm đa năng xịn mà giá cực kỳ tốt luôn. Đó thì các bác cùng đón xem video. Lưu ý em nào hóa đơn trên 200k nhá thì các bác sẽ được miễn phí ship, ngoài ra thì giao hàng toàn quốc luôn, nhận hàng, kiểm tra thanh toán nhá. Em sẽ đi vào những cái sản phẩm đầu tiên trong cái video ngày hôm nay. Trước khi đi vào những cái sản phẩm giảm giá, cập nhật lại giá thì em lên luôn cho bác mã hàng, đó là cái cây kìm đa năng mà thì bên shop về với cái mã hàng cây kìm đa năng hàng bãi Nhật này, cực kỳ xịn luôn nhá. Đó, hàng thép CRV. Các bác nhìn có chữ Japan này, đó, quá xịn luôn. Con này thì nó là dòng kìm đa năng, các bác có thể là bấm cốt này, tuốt dây này, rồi là cắt kẹp các kiểu nhau luôn nhá, cực kỳ xịn. Ngoài ra thì cái bổ sung mới của cái kìm này thì nó có cái phần lò xo để trợ lực nhá. Đấy là các bác chỉ việc bóp vào, còn là đẩy ra thì cái lò xo nó sẽ làm việc, nó sẽ đẩy ra nhá. Đấy, nó sẽ trợ lực, nó sẽ đẩy ra, giúp các bác công việc nó sẽ nhàn hơn. Đấy, đỡ vất vả hơn nhá. Đấy, một con kìm đa năng. Các bác có thể là bấm cốt này, rồi là tuốt dây này, cốt tuốt dây. Đấy, có cả lỗ tuốt dây, rồi là cắt kẹp các thứ cho em. Thép CRV thì cũng yên tâm về độ cứng rồi, và cắt cực kỳ ngọt. Đấy, kẹp thì cực kỳ chắc các bác nhá. Phần tay cầm có bọc cách điện cho em, rất ok. Đó, quá ok cho một con kìm nha. Lên mã em sẽ là sản phẩm là cây kìm đa năng nhá. Đấy, cây kìm đa năng. Lên mã em sẽ là sản phẩm là cây kìm đa năng hàng bãi Nhật nhá, hàng bãi Nhật với một cái mức giá siêu tốt của bác luôn, siêu tốt nhá. Đấy, em phải nói là siêu tốt vì một cái mức giá này các bác chưa bao giờ mua được cái con kìm giá nó tốt như này. Đấy, bấm cốt tuốt dây cắt kẹp cho em. Đấy, có thể là dùng điện đóm ok. Giá thì sẽ là 130k cho một cây kìm đa năng này, 130.000. Thị trường nó đang các bác mua một con bình thường như này nó phải rơi khoảng tầm 200 đến 250.000. Đấy, hôm nay em ôm lô. Đấy, được một cái lô hàng nó quá đẹp đấy, và nó quá chất lượng gửi bác này. Giá thì cũng siêu đẹp. Đấy, giá thì siêu đẹp, siêu tốt luôn. 130.000 một cây nhá. Các bác nhanh tay đặt hàng. Số lượng thì em chắc chỗ này chắc khoảng tầm 50 cây thôi, không có nhiều đâu. Đấy, vì nó chỉ có khoảng tầm 50 cây thôi nhá. 130.000 một cây kìm đa năng như này. Bấm cốt tuốt dây rồi là cắt kẹp cho em luôn. Hàng của Japan, thép CRV nhá, cực kỳ chất lượng. Một con kìm quá đẹp. Đó, 130.000 một cây nhá. Nhanh tay vào việc thôi nhá. Cái sản phẩm tiếp theo thì em lên luôn cho bác mã hàng, đó là cái dòng kẹp Eto của Asahi. Đấy, hôm nay với một cái mức giá mới. Đấy, nó sẽ cập nhật lại mức giá bữa trước nhá. Bữa trước thì bên em đang bán cái con này là 230k. Đấy, hôm nay thì bên em cũng giảm giá xả kho luôn, bán ngay bác luôn, 190k một chiếc nhá. 190k một chiếc. Các bác lưu ý cho em là hóa đơn nhà em trên 200 thì sẽ được miễn phí ship. Đấy, hàng này thì của thương hiệu Asahi. Đấy, Asahi. Con kẹp Eto các bác dùng để kẹp bàn, mà dòng này thì nó là dòng kẹp di động nhá. Đấy, kẹp bàn di động, các bác có thể là kẹp mọi chỗ, mình thích kẹp vào đâu mình kẹp vì nó là dòng di động mà. Đấy, kẹp vào đâu thì mình kẹp vào đấy, còn lúc nào mà mình không kẹp nữa thì mình tháo ra mình kẹp vào chỗ khác. Hàng của Asahi Japan rất là xịn. Đây, em sẽ quay cho bác một chút về cái phần thông số vỏ hộp ngoài này. Đấy, thì đây, bên ngoài vỏ hộp nó sẽ hiển thị toàn bộ thông số này. Con này cái độ mở của nó sẽ là 60mm nhá. Đấy, phần này dưới này là 55 này. Trục quay sẽ là quay được 360 độ này. Đấy, có phần siết này 25mm này. Đấy, rồi là phần ngàm là 60mm nhá. Đấy, hàng của Asahi. Nói chung là các bác sử dụng gia đình, anh em sử dụng thợ thuyền, thợ nhỏ là dùng con này là quá ok rồi. Nó là cái dòng sản phẩm phổ thông nhất hiện tại bên em đang bán. Giá thì siêu tốt, 190.000 một chiếc nhá. Đấy, kẹp Eto của Asahi. Thì đây, đấy, phần kẹp rất ok này. Đấy, phần kẹp rất ok. Đó, phần kẹp rất ok nhá. Đấy, mở ra, mở vào trơn tru ngon lành, thao tác bằng một ngón tay luôn này. Đấy, rồi là có thể là quay cho em 360 độ. Đấy, quay 360 độ này, rất ok. Rồi là kẹp bàn di động. Các bác có thể là mang đi mọi lúc mọi nơi. Đó. Mang đi mọi lúc mọi nơi, các bác kẹp di động, di chuyển mọi chỗ mọi lúc cơ nhá. Đấy. Rất ok. Hàng cực kỳ đẹp. Nhiều bác hỏi là cái con này nó nặng khoảng tầm mấy cân thì em báo cáo bác luôn là nó nặng khoảng tầm 1,5kg nhá. Đấy, nặng khoảng tầm 1,5kg. Hàng siêu đẹp luôn. Đó, quá nét luôn này, con nhìn này. Con này nó tích hợp luôn bác là một cái đĩa nữa, cái phần đĩa để các bác có thể là gò gõ các thứ ở cái trên cái kẹp Eto luôn. Ở đây em sẽ quay bác chốt lại về cái phần thông số nhá. Thì đây, các bác cứ nhìn lên trên mình thì cái thông số nó sẽ hiển thị đầy đủ trên vỏ hộp nhá. Và một hộp này sẽ là một chiếc. Giá sẽ là 190k. Đấy, 190k cho một chiếc kẹp Eto này. Bữa trước bên em đang bán là 200
230 đấy, đợt này đang giảm giá rất là tốt để các bác dễ mua luôn, 190k một con kẹp Eto nhá. Đấy, cập nhật lại cái mức giá mới để các bác dễ mua hơn. Sản phẩm tiếp theo thì em lên luôn cho bác mã hàng, đó là cái dòng kho ga của Kabushi Japan này. Đấy, hàng kho ga K1. Dòng này hiện tại với em này đang bán là dòng sản phẩm trong cái phân khúc cao cấp nhất của mã kho ga nhá. Đấy, một con kho ga cực kỳ chất lượng này. Sản phẩm này thì sẽ có là đánh lửa tự động này. Đấy. Điều chỉnh ga to nhỏ và có phần chỉnh gió nhá. Đấy, về phần chỉnh gió. Rồi là về thì các bác chuyên để các bác lắp vào bình ga mini nhà mình dùng là ok. Hàng của Kabushi Japan. Lõi của nó sẽ là lõi đồng 100% nhá, nên yên tâm về sử dụng. Đấy, lõi đồng yên tâm là nó chịu nhiệt rất là tốt và nó rất là bền. Hàng đánh lửa tự động các bác không cần phải mồi. Đấy, về chỉ việc là lắp vào bình ga, sau đó là nhích ga một chút, chỉnh gió cho em một chút. Đánh lửa cái ra ga luôn, các bác khò khiếc ok nha. Cầm một con khò ga bên em thì rất là chắc chắn. Đấy, cầm nó rất là nặng. Đấy, không như dòng khò ga thông thường. Các bác cầm một con khò ga nặng chịu tay luôn. Đó. Vì nó lõi đồng mà nên nặng cầm nó chắc chắn lắm. Đó. Lên mã em sẽ là sản phẩm là khò ga K1 nhá. Hôm nay thì bên em cũng sẽ cập nhật cho bác lại một cái mức giá mới. Bữa trước thì hiện tại bên em đang bán cái sản phẩm này sẽ là 160k. Đấy, 160k này. Mã của nó sẽ là kho ga K1 nhá. Đấy, kho ga của Kabushi Japan thì lên mã là kho ga K1. Bữa trước đang bán 160k, hôm nay thì bên em cũng giảm giá, cập nhật lại giá cho bác luôn. 100k nhá. 100k, một cái mức giá để các bác rất là dễ mua luôn. Đấy, nói chung là bên shop Tuyên Hiền thì các bác yên tâm về chất lượng sản phẩm cũng như là giá cả, bên em tự tin là cạnh tranh thị trường luôn. Đấy. Bao giá tốt nhất thị trường để các bác dễ mua có nhá, dễ tiếp cận. Đó. 100.000 cho con kho ga K1. Hàng của thương hiệu Kabushi Japan, đánh lửa tự động, điều chỉnh ga to nhỏ và có phần chỉnh gió cho em nhé. Hàng lõi đồng, hàng chuẩn đét luôn nhé, cực kỳ ngon, cầm kho ga rất chắc chắn luôn. Tiếp theo thì em lên luôn cho bác mã hàng, đó là dòng áo mưa bộ. Lên mã em sẽ là áo mưa bộ này. Đấy, sản phẩm này từ hôm nọ bên em cũng đang bán rất là nhiều rồi. Đấy, sàng hàng là cứ về hộp nào, thùng nào là hết thùng đấy luôn. Hàng áo mưa bộ nhá, hàng áo mưa hai lớp chống mưa và chống lạnh, hàng là hàng VIP 1 này. Đấy, hàng VIP 1 đây. Một bộ nó sẽ này, đấy sẽ gồm có là cả áo và cả quần các nhá. Đấy, hàng hai lớp. Hàng các yên tâm là hàng này thì 100% là không thấm nước. Hàng này thì là của người Việt các nhá, hàng của người Việt, hàng Việt Nam. Thương hiệu sẽ là Tú Phong này. Đấy, quá xịn luôn. Này các bác mua về biếu tặng làm quà cũng rất ok đấy. Có phần tay sách này, nhìn như kiểu cái hộp quà mang đi biếu nhá. Đây em sẽ bóc cho bác xem. Một cái con áo mưa này, hàng xịn. Đóng gói rất là đẹp và cẩn thận này. Đấy. Quá ok luôn nhá. Hàng này em là hàng hai lớp. Chống mưa và chống lạnh cho em luôn các bác nhá. Đây, chống mưa chống lạnh luôn. Sẽ có là đây là áo này. Áo đây các bác nhá, áo đây. Đấy, áo đây. Quá to tát luôn, mặc thoải mái cho em luôn nhá. Áo nhá, áo này, rộng rãi ngon lành. Đây là quần này. Đấy, có cả quần luôn. Đấy các bác mua cho em bộ này về. Dời mưa dời gió các bác đi rầm rã thoải mái luôn. Đó. Có cả mũ nhá, con này có cả mũ này. Phần mũ nó sẽ giấu đằng sau thì các bác dùng mũ được bác lấy ra, còn không thì nó sẽ để cổ áo như này. Đó. Hàng hai lớp nhá, hàng hai lớp này, một lớp bên trong này, một lớp bên ngoài này. Đấy, lớp bên ngoài là lớp nhựa PVC chống nước. Lớp bên trong là lớp giữ ấm các nhá. Con này ví dụ như là thời tiết mà mùa đông các bác cũng có thể sử dụng thoải mái cho em luôn. Khóa thì cực kỳ trơn tru, ngoài ra thì nó còn cả một cái phần mép để nó che khóa này vào. Khi mà các bác đi mưa to là nó không bị hắt, nó không bị ngấm qua cái khóa này mà nhá, vì nó có cái phần lớp che này rất là dày to này. Đấy. Khóa rất là trơn tru luôn. Đấy. Đây. Khóa rất là trơn tru này. Đấy, khóa quá ok luôn nhá. Cho một cái con sản phẩm áo mưa hai lớp ngon lành như này luôn. Giá thì siêu tốt nhá. Rồi, lên mã em sẽ là sản phẩm là áo mưa bộ này. Đấy, áo mưa bộ. Đấy, áo mưa bộ này. Hàng hai lớp chống mưa chống lạnh. 100% là không thấm nước nhá, hàng của người Việt Nam. Đấy thì đúng như trên video vừa quay và trên hình các bác đang xem đây. Đấy, người mẫu mặc đây. À, cả áo cả quần luôn. Đấy, kiểu dáng thể thao chung trẻ khỏe năng động nhá. Hàng chất lượng. Đấy. Giá thì siêu tốt của bác luôn, nên mã em sẽ là sản phẩm là áo mưa bộ này. Giá hiện tại bên em đang bán một bộ này, cả áo cả quần cả hộp nhai luôn. Giá của nó sẽ là đi 220k một bộ nhá. Đấy, 220k một bộ. Và bên em bao ship tận nhà luôn. Đấy, 220.000. Cho một cái bộ áo mưa bộ như này. Đấy, bao ship ở nhà 220k nhá, 220k. Hàng 100% không thấm nước không nhá. Đấy, quá ok luôn. Sản phẩm tiếp theo thì hôm nay bên shop tiếp tục về mã hàng, đó là dòng kem đánh răng của Nhật nhá. Đấy. Cứ về thùng nào là hết thùng đấy luôn ạ. Bán siêu chạy luôn đấy, sản phẩm này. Kem đánh răng của Nhật nhá, dòng kem đánh răng muối phù hợp cho bác nào răng yếu, rồi là bác nào đang bị đau lợi, đau níu thì dùng sản phẩm này rất ok. Nó là dòng kem đánh răng muối nhá. Hỗ trợ các bác đau buốt răng này, rồi là bác nào bị ê lợi này, đấy, buốt lợi này thì dùng con này cho em. Rất ok. Chảy máu chân răng, hỗ trợ các bác
phục hồi lại men răng, chân lợi rất là tốt nhá. Đây, một hộp này thì trọng lượng sẽ là 170g, hàng của thương hiệu Sanzata nhá, Sanzata. Đấy, quá xịn luôn, hàng còn vẫn còn nguyên hộp nguyên siêu này. Em sẽ bóc cho bác xem một hộp này. Các bác yên tâm đi, dòng sản phẩm này thì bên em đang bán rất là nhiều rồi. Đấy, các bác mua lại cũng rất là nhiều. Đấy, một hộp này là 170g. Về các bác sử dụng cứ, nếu các bác lùng lần đầu thì mình có thể mua về dùng thử nhá. Em đảm bảo là các bác nhận luôn vì cái vị này của nó rất là lạ. Mà khi mà các bác sử dụng, các bác đánh xong là cảm giác mồm miệng mình nhẹ luôn, dùng thích lắm, dùng thích dã man luôn đấy. Lên mã anh em sẽ là sản phẩm là kem đánh răng của Nhật nhá. Hiện tại em đang bán một hộp kem đánh răng của Nhật này. Giá thì siêu tốt, hạt rẻ 70k nhá, 70k. Một cái hộp kem đánh răng của Nhật này, 170g. Sử dụng hỗ trợ các bác về vấn đề răng lợi rất là tốt nhá. Đấy, nói chung là hàng Nhật thì người ta rất là quan tâm đến sức khỏe mà. Đấy, rồi. Tiếp theo thì em lên luôn cho bác mã hàng đó là cái thuốc nhỏ mắt của Nhật này. Lên luôn cho bác mã hàng đó, thuốc nhỏ mắt của Nhật. Hàng này thì của thương hiệu Roto. Đấy, đến từ Roto nhá, hàng chuẩn chính hãng của Roto này. Sản xuất cho thị trường Nhật nhá. Đấy, sản xuất cho thị trường Nhật. Sản phẩm này thì nó là một lọ thuốc nhỏ mắt 12ml và nó chứa toàn những thành phần như là vitamin E này, vitamin B6, muối và kali. Những cái thành phần này giúp các bác bổ mắt này, sáng mắt này. Đấy, giúp các bác đỡ mở mắt hơn. Khi mà ngủ dậy là mắt nó đỡ cay quá nhá. Đấy, dùng thích lắm. Cái này em đang dùng mà, dùng thích dã man nên em nhập về bán cho bác luôn. Cảm giác là các bác rõ vào và mắt các bác trong vắt luôn, dùng thích dã man đấy. Lên mãi sẽ là sản phẩm là thuốc nhỏ mắt này, toàn những thành phần giúp bổ mắt sáng mắt nhá. Đấy, giúp mắt đỡ mờ hơn. 75k nhá, 75k. Cái này các bác yên tâm là dùng cho người già trẻ em dùng được hết luôn. Đấy, người già trẻ em dùng hết nhá. Thuốc nhỏ mắt giá sẽ là 75k cho một cái hộp thuốc nhỏ mắt. Dung tích là 12ml, dùng thích cực kỳ luôn đấy. Hàng của Roto mà, Roto thì chuyên về những đồ thuốc nhỏ mắt, chuyên về mắt rất là tốt rồi, nổi trên thế giới rồi. Đấy, 75k quá nhá. Lọ thuốc nhỏ mắt nha. Sản phẩm tiếp theo thì em lên luôn cho bác mã hàng nó là cái bộ vít V46 chi tiết nhá. Lên mã em sẽ là cái bộ vít V46 chi tiết này. Đấy, bộ này sẽ gồm cho bác là 46 chi tiết trong hộp này nhá. Đây, sản phẩm vít V46 đầy đủ các phụ kiện chi tiết, có cả đầu vít này rồi là đầu khẩu đi kèm. Cho các bác sử dụng thợ thuyền, xoáy máy móc, anh em sử dụng gia đình, xoáy đồ đạc gia đình nhà mình cũng rất ok nhá. Sản phẩm ở đây, phần trên này sẽ có là các loại đầu vít này, từ đầu ba ke, đầu dẹt, đầu tròn này cho đến các đầu như là hoa thị, lục giác có đủ cả luôn nhá. Đấy, các kích cỡ khác nhau. Và bên dưới này là một loạt những cái đầu khẩu này. Đấy, đầu khẩu, đầu lớn nhất là đầu 14 và đầu nhỏ nhất sẽ là đầu 4 này. Đi kèm nó có là tay lắc này, tay lắc có đảo chiều nhá, tay lắc có đảo chiều xoáy nhanh cho em luôn. Rồi là ví dụ như là những cái phần cục lắt léo này, thanh nối dài này, cây vít này, tay công này. Rồi là có cả những cái thanh thanh lò xo để các bác xoáy góc khuất này. Đấy, nói chung là một cái bộ sản phẩm combo 46 chi tiết này, các bác sử dụng gia đình, anh em sử dụng thợ thuyền cho em, dùng quá ok luôn. Và với một cái mức giá hiện tại bên em đang mở bác giá siêu tốt luôn. Cập nhật lại mức giá mới bác nhá. Bữa trước bộ V46 này hiện tại bên em đang bán giá sẽ là đi 180k, hôm nay thì bên em cũng xả kho bán nhanh bác luôn. Giá chỉ còn là 140.000 một bộ nhá. 140k một cái bộ vít V46 này, một cái mức giá để các bác rất là dễ mua. Đấy, trưng anh em một cái bộ này về. Các bác sử dụng sửa chữa nhà cửa thợ thuyền. Đấy, anh em sử dụng sửa chữa máy móc rồi là thiết bị các thứ ra. Ok luôn nhá. V46 140.000 một bộ nhá. Đấy, 140k một bộ. 46 chi tiết trong một hộp dụng cụ này, dùng quá ok luôn đấy. Tiếp theo thì em lên luôn cho bác mã hàng đó là con bơm tay của Kirito này. Đấy, được các bác ủng hộ nhiều quá, thích quá, các vui quá, sướng quá luôn. Đấy, nghĩa là cứ về thùng nào là hết thùng đấy luôn. Hàng bơm nó xịn quá mà. Đấy, giá lại hợp lý nữa. Hàng của Kirito, đấy, made in Japan. Đấy, con này thì nói luôn bác là thân của nó sẽ là thân inox nhá, nên là có yên tâm về độ bền cũng như là nó chịu tốt với cái thời tiết, rồi là cái độ rỉ sét của cái thời tiết Việt Nam. Đấy, thời tiết Việt Nam nó rất là khó, mùa ẩm ướt nó rất hay rỉ sét nhá. Những cái dòng bơm thép này, như dòng này là dòng inox nhá, dòng inox, lõi bơm cực kỳ to luôn. Con này các bác cứ nhận hàng, kiểm tra và các bác có thể là tháo hơi xe này mình ra. Sau đó là các bác lấy cái bơm này, các bác bơm luôn cho em, bơm test luôn giúp em nhé. Đấy, bơm test luôn giúp em, có vấn đề thì bên em sẽ xử lý luôn cho. Nhưng mà cam kết bác là hàng gửi tay bác là hàng vẫn còn ngon lành thành nào. Bơm vào cực kỳ khỏe và bơm rất là nhanh nhá, ép hơi cực kỳ tốt luôn. Phần dây bơm thì thiết kế theo dạng là chống gập chống gãy này, các bác nhìn này. Đây em bóp này. Các bác nhìn em thả nhá. Đấy, lại về bình thường luôn. Đấy, dây bơm chống gập chống gãy. Rồi đầu bơm thì bác có thể là bơm xe đạp, xe máy, nói chung là con này các bác bơm từ xe máy đổ về. Còn bơm ô tô thì cũng được, nhưng bơm ô tô thì nó hơi lâu chút thôi. Đấy. Ngoài ra thì sản phẩm này sẽ có là
đồng hồ đo áp suất cho em luôn, rất ok nhá. Ti bơm to và lá gió đẩy hơi rất là khỏe và nó êm dã man luôn. Các bạn nhìn em đưa bơm này. Đấy, đưa bơm. Nó không có một tí tiếng động luôn, êm du luôn mà nó đưa bơm dã man. Nói chung là dùng thích lắm. Sản phẩm này em bán rất nhiều rồi. Bán từ nọ là bán được đến mấy trăm cây rồi đấy. Lên mã sẽ sản phẩm là bơm tay inox nhá. Đấy, bơm tay thân inox. Giá hiện tại bên em đang bán sẽ là 150.000 một cây nhá. 150k. Một cái cây bơm tay inox này, một cái mức giá rất là dễ mua. Đấy, các bác mua đâu được con bơm tay hàng đẹp xịn, hàng của Kirito, thân inox, dây bơm chống cọp chống rẫy mà bơm rất là êm và ngon. Đấy, nhận hàng các bác cứ kiểm tra bơm test thử cho em luôn nhá. 150.000 một cây bơm tay inox các nhá. Một trong những cái sản phẩm thì cũng hiện tại đang rất là hot hit bên shop nha. Đó là cái mẫu đèn năng lượng 500W, dòng mẫu đèn năng lượng tích điện nhá. Đấy, có cả sạc năng lượng mặt trời và có cả đèn tích điện luôn, dùng rất ok. Đấy, lên mã em sẽ là đèn năng lượng 500W này. Đèn năng lượng tích điện, đó có cả tích điện nhá. 500W. Giá thì siêu tốt của bác luôn. Giá hiện tại bên em đang của bác giá rất tốt, 190k cho một chiếc đèn năng lượng 500W nha. Đây em sẽ đập hộp cho bác xem, mục sở thị cho bác xem luôn nhá. Một con sản phẩm đèn năng lượng 500W, giá thì cũng siêu hạt rẻ, 190k. Các bác tội gì mà không mua một con này. Trong trường hợp ví dụ như là mất điện, mất đó này, hoặc là các bác hay đi cắm trại, đi du lịch ngoài trời, đi picnic này. Đấy, các bác có một con đèn như này thì dùng là quá là ok luôn. Sản phẩm thì nó sử dụng dòng chip LED siêu sáng và rất là tiết kiệm điện nhá. Con này thì bữa trước em đếm là như nó phải khoảng tầm là hơn 300W LED nhá, hơn 300W LED rất là nhiều. Dòng mắt LED này, phần chống nước, chống bụi. Đấy, con này nó có chức năng là chống nước, chống bụi chuẩn IP66. Ngoài ra thì có phần đó là phần sạc bằng năng lượng mặt trời, nghĩa là các bác không sạc bằng điện lưới được thì các bác có thể là mang ra để các bác phơi nắng để sạc bằng năng lượng mặt trời nhé. Sản phẩm này thì có cái phần khung có thể là đeo lên khi mình có thể để ngoài trời để đeo gác lên để chiếu sáng này, rồi là tấm pin năng lượng đằng sau này. Đấy, rồi là có cả cái móc đeo lên, rất ok. Nói chung là con này dùng hay lắm, dùng hay. Các bác cũng có thể để như này, đấy, cũng để này siết nó chặt vào. Các bác có thể để bàn như này, đấy, để bàn như này để cho nó chiếu lên, chiếu cho nó hất ngược lên, hoặc các bác có thể là treo lên như này, đấy, treo này để cho nó hất ngược xuống này, đấy, cho nó hất ngược xuống sân này, này. Dùng rất ok nhá. Và cái sản phẩm này cũng rất là hay, ngoài là sạc năng lượng mặt trời thì các bác có thể là sạc trực tiếp bằng cái nguồn, đó là cái nguồn DC 5V, tức là các bác sạc bằng cái nguồn là cái nguồn củ sạc điện thoại nhà mình ấy. Đây là cái cổng nguồn vào của nó này, thì đi kèm thì bên công ty có tặng kèm luôn, đó là một cái cọng dây cáp sạc nha, các bác về cắm ở đây, sau đó là các bác sạc cho cái đèn này. Đấy, thì nó sẽ tích điện và nó sẽ sử dụng được lâu dài hơn. Cái sản phẩm này khi mà các bác sạc năng lượng thì nó sẽ vào chậm hơn, còn sạc bằng dây điện trực tiếp nha thì nó sẽ vào nhanh hơn nhá. Đấy thì tùy nhu cầu mình, trong những cái điều kiện mà nó không có điện trực tiếp thì mình có thể sạc bằng cái này, hoặc có điện trực tiếp thì mình có thể sạc bằng điện trực tiếp thì nó sẽ nhanh hơn. Đấy, và đây em sẽ bảo cho bác về những cái chế độ sáng nhá. Con này nó có một cái hai nữa là cái con này nó có một cái cổng USB là cổng output ở cổng ra. Đấy là cái cổng nguồn là cái cổng 5V, cái cổng 5V 2A. Đây em sẽ cắm lên bác xem này. Và đây em đây coi nhá. Đây em sẽ cắm cho bác xem test này, về cái chức năng nó như kiểu là cái sạc dự phòng nhá. Các bác cắm đây này. Đấy, đây không? Đấy, ok. Đấy, đang sạc này, đấy không? Đang sạc luôn này. Nó báo đang sạc luôn nhá. Thì coi như là cái này các bác, cái đèn này các bác cũng có thể làm thành một cái sạc dự phòng nhá. Đấy, đang sạc 30% nhá. Rất là tuyệt vời luôn. Mình vừa có thể là làm đèn, vừa có thể làm sạc dự phòng, rất là hay. Đấy, trong những cái thời tiết ví dụ là mất điện, mình có cái đèn này mình chống cháy cũng rất ok. Nói chung là cái con này nguồn của nó, nguồn ra nó sẽ cấp là nguồn 5V, thì các bác có thể sử dụng những cái nguồn mà nó có cái tương ứng là nguồn 5V, các bác cắm ở đây ok này. Đấy, và đây em sẽ bật cho bác xem chế độ đèn nhá. Một này là chế độ đèn sáng trắng này. Chế độ thứ hai là chế độ đèn sáng vàng. Chế độ thứ ba là chế độ đèn sáng hỗn hợp cả trắng cả vàng. Chế độ thứ tư là chế độ sáng tiết kiệm điện. Chế độ thứ năm là chế độ nháy cảnh báo LED nhá. Đấy, nó sẽ có là 5 chế độ cho một chiếc đèn nha. Đèn này cực kỳ sáng và pha của nó rất là rộng. Đấy, pha của nó về đến khoảng tầm 40-50m2 luôn. Đấy, pha rộng lắm. Thì đây em sẽ test bác xem thực tế về cái sản phẩm này các bác nhá. Đấy, ra ngoài tối test luôn này. Đây nha, hiện tại đang tối om nha, em sẽ test cho bác xem nhá. Đây em đang cầm cái đèn này, bật cho bác xem này. Đấy, thấy không? Kinh khủng khiếp không? Đấy. Chế độ này là chế độ đèn sáng trắng nhá. Đấy, chế độ sáng trắng là chế độ đầu tiên này. Chế độ đèn sáng vàng này. Chế độ đèn sáng hỗn hợp này. Chế độ đèn sáng dạng tiết kiệm điện này.
và chế độ nháy cảnh báo công an SOS này. Đấy, các chế độ nhá. Em sẽ bật cho bác xem. Ánh sáng của nó rất là rộng. Đấy, có thấy không? Ánh sáng rất là rộng này. Cái khoảng này nó khoảng tầm 4-50 m² nhưng mà nó sáng rực luôn này, thấy không? Đèn nó sáng rực luôn nhá. Đấy, thấy không? Sáng rực luôn. Đây. Đó, thấy không? Sáng rực luôn này. Đấy, thấy không? Rất ok trong con đèn nhá. Tay em đang chỉ cầm một con đèn thôi. Và cái dòng này thì yên tâm là nó là dòng đèn di động, các bác có thể là mang đi mọi lúc mọi nơi. Đặc biệt là ví dụ như là trong cái trường là mất điện này, hoặc là các bác mang đi cắm trại, mang đi du lịch này, hoặc là mình mang đi mình để soi xét. Đấy, ví dụ như là, hoặc là các bác làm công trình công trường cũng được, mang đi rất là hay nhá. Đấy, có một cái con đèn này, mình mang đi để soi xét các thứ này. Đó thì lên mãi sẽ là sản phẩm là đèn tích điện, có thể là sạc bằng năng lượng mặt trời và có thể là sạc bằng điện lưới được các bác nhá. Giá hiện tại bên em đang bán sẽ là 190k. Lưu ý cho em là dòng đèn năng lượng tích điện nhá. Đấy, nó có tích điện. Đấy, có tích điện và có thể là sử dụng lâu dài được chưa? Giá rất tốt và đèn rất là đẹp. Đấy, hàng cực kỳ đẹp, các bác nhìn này, những cái phần mắt tét này làm đẹp dã man luôn, cái tấm pin đằng sau này. Đấy, hàng quá ok luôn, 190k trước nhá. Giá siêu tốt, siêu hạt rẻ các bác luôn. Tiếp theo thì em lên luôn cho bác mã hàng, đó là dòng chảo Nhật. Lên luôn cho bác mã hàng, đó là cái cây chảo Nhật này. Cây chảo Nhật đường kính rộng 28cm, cái shop tiêu thụ hàng về để vụ bác luôn. Hàng này thì khi mà gửi tay bác thì sẽ tháo rời phần chuôi, phần cán, tay cầm cũng như là chảo ra, thì khi mà về dùng thì bác lại lắp vào. Đấy, ở đây nó có một cái phần đai siết này, các bác chỉ việc xoáy vào trong. Đấy, xoáy vào ốc này. Thì cái này chức năng của nó rất là hay, là khi mà các bác siết vào thì đồng thời nó sẽ siết chặt cái phần cán, cái phần chảo này, cũng như là nó tạo thành một cái móc đeo để khi mà các bác dùng chảo xong mình có thể đeo lên cho nó gọn gàng nhá. Đấy, chảo cực kỳ là to, rộng. Chảo đường kính 28cm, chiều sâu của nó rất là sâu nhá. Con này sâu lòng lắm, nên là khi ví dụ các bác có xào nấu có thứ rồi, là ví dụ như là mình dùng nó đỡ bị bắn dầu bắn mỡ ra nhá. Nó phải sâu đến khoảng tầm 8cm nhá, sâu dã man luôn. Và chảo này là đường kính 28cm, chảo rất là dày, các bác cứ nhận hàng kiểm tra, cầm cho em một con chảo này có yên tâm về độ bền cũng như là chất lượng của nó luôn. Cầm một con chảo nó nặng kinh khủng luôn đấy. Đấy, nặng mà nó chắc lắm, cầm cảm giác là cái con chảo nó khỏe, chảo các bác nấu nướng nó tự tin hơn. Đấy, cầm đỡ rung rinh, còn nhiều khi các bác cầm nó rung rinh nấu nướng nó không tự tin, nó không ngon đâu nhá. Nhưng con này thì ok. Đấy, hất chảo xúc chảo cho em luôn này, rồi là xào nấu với đây chà. Đấy, xào nấu rán riếc ok luôn nhá. Lên mãi em sẽ là sản phẩm là chảo Nhật này. Đường kính là 28cm, đúng trên hình các bác đang xem cũng như là trên vỏ hộp này có luôn nhá. Giá thì hiện tại bên em đang ở bác giá siêu tốt luôn, 150k cho một chiếc chảo Nhật nha. Lên mã em sẽ là chảo Nhật này. Đó, 150k một chiếc nha, 150.000 một chiếc, một cái mức giá để các bác rất là dễ mua. Sắm ngay cho em con chảo này về, các bác mua về xào nấu, gia đình nào đông người dùng con này thì quá ok, rộng rãi, to tát chắc chắn nhá. Giá thì cũng rất là rẻ, 150k thôi. Tiếp theo thì em lên luôn cho bác mã hàng, đó là cái lô khăn mặt cũng như là khăn tắm của Hàn Quốc này. Lên mã em sẽ là sản phẩm là khăn mặt cũng như khăn tắm của Hàn Quốc nhá. Dòng khăn mặt. Khăn mặt Hàn Quốc này. Khăn mặt thì rất là to và cực kỳ bông, thấm hút nước nhá. Các bác yên tâm là các bác dùng những khăn mặt này nó không như những cái dòng khăn mặt mà bình thường, là các bác khi mà các bác dùng nó rất là bị rát mặt nhá. Nhưng mà con này nó bằng dạng như kiểu là dạng bông lông cừu ấy, nên là các bác dùng cảm giác là các bác lau mặt nó rất là êm. Đây em sẽ lấy cho bác xem trước này. Lau mặt êm dã man luôn. Đấy, êm dã man và rất là thấm hút nước này. Đấy. Và sạch sẽ to. Đấy, to. Con này em sẽ đo về cái phần kích thước của nó xem nào. 20. Nó khoảng tầm 40 nhá, chiều dài khoảng tầm 45. 45 nhân với lại tầm 30 nhá. Nói chung là khá là to đấy. To thoải mái và bông rất là thấm hút nước, dạng bông cừu rất là bông này. Con này các bác yên tâm là dùng nó rửa nó không bị rát mặt. Đấy, rửa bị rát mặt dùng thích lắm. Lên mãi em sẽ sản phẩm là cái khăn mặt của Hàn Quốc này. Khăn mặt Hàn Quốc này hiện tại bên em đang bán giá rất là tốt của bác luôn. Giá thì bên em sẽ bán theo combo nhé. Đấy, bán theo combo. Khi mà các bác mua theo combo thì bên em sẽ mua, yêu cầu bác là phải mua theo combo là 3 chiếc. Đây 3 chiếc này. Đấy 3 chiếc. Thì giá của nó sẽ là đi 20k. Đấy 20k cho combo 3 chiếc khăn mặt. 3 chiếc giá sẽ là 20k nhá. Còn một bịch này của nó sẽ là 2, 4, 6, 8, 10. Khi mà các bác mua một bịch thì giá của nó sẽ rẻ hơn. Đấy, mua một bịch thì 10 chiếc thì giá của nó sẽ là đi 60.000. 60k nhá. 60k cho một cái bịch khăn mặt 10 chiếc nha. Đấy, giá sẽ là 60k một bịch. Là 10 chiếc nhá. Còn nếu mà các bác mua lẻ thì yêu cầu các bác là mua lẻ phải mua từ 3 chiếc trở lên thì bên em mới bán. Vì giá nó rất là hạt rẻ rồi.
3 chiếc thì sẽ là 20k. Đấy, combo 3 chiếc 20k và combo một bịch 10 chiếc thì sẽ là 60k. Đấy thì tùy nhu cầu, mình có thể là mua lẻ 3 chiếc hoặc là các bác có thể là mua cả bịch 10 chiếc 60.000. Đấy thì các bác mua nào cho nó phù hợp là được. Còn bên em không bán lẻ một chiếc nhá. Đấy, không bán lẻ một chiếc này đâu vì giá nó hạt rẻ quá, mua nó bên em gọi là bán cho nó thêm mặt hàng thôi, chứ còn dòng này thì lãi không đáng bao nhiêu đâu ạ. Đấy thì 3 chiếc là 20k nhá. Còn lấy cả combo cả bịch 10 chiếc là 60k. Đấy, tùy nhu cầu các bác mua. Rồi tiếp theo thì em lên luôn cho bác mã hàng đó là cái khăn tắm này. Cái mã em sẽ là khăn tắm. Khăn tắm thì hàng cũng rất là ok nhá. Khăn tắm thì kích thước của nó rất là to. Khăn tắm thì kích thước to lắm, hàng to, hàng to mà. Hàng này bên em lấy là hàng to đấy, chứ không phải hàng bé đâu. Thị trường nó bán rất nhiều nhưng mà hầu như là hàng bé, nhưng mà bên em lấy hẳn hàng to về để các bác tắm lau người cho nó rộng rãi, cho nó to tát dùng cho thích này. Dòng này thì kích thước của nó sẽ là 1,4m nhân với lại 70. Đấy, 1,4m nhân 70. Khăn cực kỳ to nhá. Đấy. Và cực kỳ bông thấm hút nước và rất là êm ái ngon này. Giá thì siêu tốt 40k. Lên mã em sẽ là sản phẩm là khăn tắm của Hàn Quốc nhá. Đấy, 40k. Kích thước là 1m4 x 70. Đấy, 1m4 x 70 các bác tưởng tượng là rất là to rồi đấy. Mà giá thì cũng hợp lý, chỉ 40.000 thôi. Đấy, một cái mức giá rất dễ mua. Tiếp tục lại về số lượng lớn dòng chăn đũ hữu cơ sơ đậu nành nhá. Đấy, dòng chăn hiện tại đang rất là hot hit trên thị trường. Và đặc biệt là trong mùa hè năm nay. Đấy, thời tiết nó đang rất là nóng nảy này. Các bác mua ngay cho em con chăn này về. Đấy. Mùa hè mà các bác bảo dùng chăn thì cũng, nếu mà bảo dùng chăn thì bảo là vô lý, nhưng mà thực ra không chăn không được ạ. Đấy, nhiều khi là mình có thể là các bác cao tuổi mà đến tầm đêm rất là lạnh, không có chăn này không được, mà nếu như có đắp chăn thì lại rất là nóng, thì các bác mua ngay cho em một con chăn này. Cái con chăn này thì chuyên để các bác nằm mùa hè, và các bác có thể nằm mùa thu đông. Đấy, sang đến mùa thu đông luôn, nghĩa là ví dụ như là mùa hè và mùa thu đông, thậm chí là các bác có thể nằm mùa đông cho em được luôn. Dòng chăn đũ hữu cơ sơ đậu nành nhá. Kích thước thì sẽ là 2m x 2m3, rất là to. Đấy, chăn này cực kỳ đẹp, từ đường kim mũ chỉ cho đến chất lượng này, rồi là phần bông bên trong này. Phần bông thì sẽ là phần bông sơ đậu nành, phần vỏ ngoài thì sẽ là dòng chăn hữu cơ, chăn đũi nhá, chăn đũi. Các bác nhắc đến từ đũi thì liên quan đến mùa hè nó rất là mát rồi. Đấy, dòng đũi thì cực kỳ mát này, các bác nhìn này. Phần viền này, đấy, may bo viền rất là xịn. Đấy. Hàng thì đầy đủ tem mát các thứ đi kèm lại đây. Hàng bên em sẽ hàng là đầy đủ các tem nhá. Thì đây sẽ có là tem này, 1 tem này, 2 tem này. Đấy, tem đậu nành này. Đấy. Rồi là 3 tem này, 3 tem, 4 tem, 5 tem này. Đấy, hàng chuẩn chính hãng nhá. Hàng chuẩn chính hãng. Hàng này thì chuẩn của hàng của nó sẽ là hàng từ hàng của Hàn xuất sang nhá, hàng của Hàn xuất sang. Đấy. Thì Việt Nam hay gọi dòng này hiện tại đang rất hot thì nó sẽ mã của nó sẽ là chăn đũi hữu cơ sơ đậu nành nhá. Đấy, chăn đũi hữu cơ sơ đậu nành. Chăn đũi hữu cơ sơ đậu nành nhá. Giá thì bên em báo luôn 190k, một cái mức giá gọi là giá bao giá thị trường luôn đấy. Thị trường các bác cứ đi check cho em thoải mái, người ta đang bán một cái chăn này nó rơi khoảng tầm là đi 200 đến 250.000 một chiếc nhá. Bên em bán thì cũng 190k thôi. Kích thước của nó sẽ là 2m nhân với lại 2m3. Đấy, rất là to. Đấy. Nằm một gia đình khoảng tầm 3-4 người nằm thoải mái cho em luôn. Đấy. Và đặc biệt sản phẩm này các bác nằm nó rất là mát, nó không bị nóng quá nhá và nó không bị lạnh quá. Đấy, chăn đũi hữu cơ sơ đậu nành mà, chăn đũi mà. Đấy, nằm mùa hè rất là mát. Mẫu chăn quốc dân được rất là nhiều chị đẹp lựa chọn trong suốt thời gian qua. Này, cái mẫu này là nhà em bị cháy hàng nhá và hôm nay nó đã về nhá. Chăn thì chất liệu là vải đũi hữu cơ sơ đậu nành. Kích thước chăn là 2m x 2m3. Đấy, họa tiết rất là đẹp luôn. Cái vải đũi thì các chị yên tâm rồi, nó mềm, nó mát, nó thấm hút mồ hôi cực kỳ tốt luôn. Đấy, từng góc cạnh một cái đường bo viền, các chị thấy không, nó đẹp không? Tem mát đầy đủ nha. Đấy, khổ chăn thì cực kỳ rộng, mix màu thì vô cùng là nhã nhặn luôn. Đã thế lại còn hạt rẻ, mà đã đến sửa chân ga di nhi nhà em thì luôn luôn săn được những cái đĩa rất hời luôn các chị ạ. Chăn rộng nha, chăn đẹp nha. Em dơ qua một, đúng là mất ăn mất ngủ với cái dòng chăn đũi hữu cơ sơ đậu lành, cái chăn quốc dân này các chị ạ. Hàng về bao nhiêu là hết bấy nhiêu. Ngày hôm nay thì nhà em đã về thêm được 1.000 chăn nữa để trả đơn cho các chị nhé. Thì trong cái thời gian vừa qua thì em nhận được rất là nhiều những câu hỏi của các chị, hỏi là bây giờ trên thị trường ấy, cái chăn này đang bán giá dao động 250 đến 300, nhưng mà hiện tại ở nhà em chỉ bán với giá hơn 200 một chút xíu thôi, và nhiều chị được áp mã giảm giá của TikTok Shop vừa rồi thì chỉ còn có giá chưa đến 200.000, thì liệu chất lượng nó có tương đương hay không. Thì em nghĩ rằng cái việc mà em cố gắng giải thích cho mọi người về chất lượng của sản phẩm bên em, trong khi các chị chưa cầm tận tay cũng chưa
mua hàng ở bên nhà em thì nó sẽ không hiệu quả bằng việc là các chị hãy tham khảo trong cái link sản phẩm mà nhà em đã bán số lượng giá hơn 500 và đánh giá của mọi người hiện tại bây giờ đang là 5/5 nhé các chị nhé. Em nghĩ rằng đấy là một cái tiêu chí rất là hoàn hảo để các chị có thể lựa chọn cho cái sản phẩm mà mình muốn mua nhá. Mình quay trở lại vấn đề là cái trang này tại sao nó lại có thể hot hit đến như vậy. Nó đẹp từng centimet một các chị ạ, nó đẹp từ chất liệu cho đến họa tiết. Chất vải là vải đũi hữu cơ sơ đậu lành nha các chị nhá. Chất vải rất là mềm mịn luôn. Nó đẹp từng những cái đường bo viền một đấy. Chăn nhà em là chăn hoàn toàn là chăn nhập cho các chị nhá. Bao bì của sản phẩm đây nha các chị nhá. Khi mà các chị nhận về thì các chị sẽ nhận được một cái sản phẩm trong cái bao bì như thế này. Kích thước của chăn là 2m x 2m3, vải là vải đũi hữu cơ sơ đậu lành. Ngoài ra thì cái chăn này đã được trần một cái lớp bông mỏng, một cái lớp bông hơi kháng khuẩn nha các chị nhá. Cho nên nó tạo cái cảm giác là vô cùng êm ái khi mà mình sử dụng. Cho nên những chị nào mà đã lăn tăn mà mình chưa chốt được đơn. Đó thì lên mã sẽ là sản phẩm là chăn đũi hữu cơ sơ đậu lành, em báo giá lại lần nữa nhá. Đấy, hàng là 190k. Kích thước sẽ là 2m x 2m3. Đấy, hàng vẫn còn nguyên túi như này, rất là ngon lành xịn sò. Đó, rất ok luôn nhá. 190k một chiếc, giá siêu hạt rẻ luôn. Hàng là cứ về đến đâu hết đấy các bạn, hàng về đến đâu hết đấy, siêu hot các bạn. Đó thì tiếp tục lên luôn cho bác mã hàng đó là cái này là cái chiếu điều hòa quá nhá. Lên mã em sẽ sản phẩm là chiếu mây, chiếu điều hòa nằm cực kỳ mát trong mùa hè năm nay. Đó, con này thì quá mát, từ nọ rồi bán rất là nhiều rồi. Nói chung các bác nên mua cho em một chiếc chiếu mây như này, nằm nó mát dã man luôn. Đấy, các bác cứ nằm thử cho em đi. Đấy, nằm thử hoặc là các bác có view hàng xóm mua rồi, các bác sang nằm thử cho em. Em đảm bảo là các bác nằm nghiện luôn, nằm mê luôn, nằm mát lắm ạ. Đặc biệt là trong mùa hè nằm thích dã man đấy. Nằm nó mát là nó sướng, ngủ nó ngon hơn luôn nhá. Phần chiếu thì được may đo rất là cẩn thận, có bo viền xung quanh luôn. Đấy, không bị xù chiếu này. Rồi là phần mặt sau này. Đấy, mặt sau trần lớp này. Đấy, chống dạng nó bị xù chiếu thứ nhá. Đấy, nói chung là nó làm rất là cẩn thận luôn đấy. Rất ok cho một chiếc chiếu như này. Đấy, rất ok. Hiện tại thì bên em đang có hai kích thước nhá, hai kích thước. Là một mã sẽ là một kích thước sẽ là 1m6 và một kích thước sẽ là 1m8. Đồng kích thước thì sẽ là nhân 2m hết các nhá. Đồng kích thước là nhân 2m đây. 1,6 m nhân với lại 2 và 1,8 m nhân với 2. Giá thì bên em đang gửi bác giá siêu tốt luôn, 180k cho một chiếc chiếu điều hòa như này, chiếu điều hòa chiếu mây, nằm mát dã man, nằm thích lắm các bạn. Các bác nằm dọc này cứ yên tâm là nếu mà các bác nằm sản phẩm này thì yên tâm với em là các bác nằm là các bác cảm thấy nó nghiện luôn, nghiện luôn, không muốn nằm sang cái chăn khác. À, cái chiếu các bác đâu nằm thích lắm, nó mát mà, nằm nó mang cảm giác nó mát lưng mà, nằm nó đỡ nóng đẩy mùa hè các thứ ra, mình nằm cảm giác là ngủ ngon hơn. Đấy, ngủ ngon thì yên tâm các bác có một giấc ngủ ngon thì người ngậm của bác sẽ sảng khoái và nó sẽ khỏe khoắn hơn quá. Đấy thì các bác bớt chút một ít ra, mình mua cho em một con chiếu này về nằm cả nhà luôn. Kích thước là 1m6 x 2 và 1m8 x 2 nhá. Sản phẩm như em cũng đang dùng thực tế mà, em nằm đằng này em nằm nó cũng nghiện luôn, nằm thích dã man mà. 1m6 x 2 1m8 x 2. Giá sẽ là 180k cho một chiếc chiếu điều hòa nhá, chiếu mây, chiếu điều hòa, hàng cực kỳ đẹp xịn chất lượng, gửi tay các bác không nhá. Rồi qua tiếp ba chiếu thì em cũng lên luôn cho bác mã hàng đó là dòng gối công thái học. Lên mã em sẽ sản phẩm là gối công thái học này, gối công thái học nhá. Sản phẩm này hiện tại em đang bán giá sẽ là 150k, em giảm nhanh bác luôn, giá chỉ còn 120.000 một chiếc nhá. 120k cho một chiếc gối công tay học như này. Đấy, sản phẩm thì hỗ trợ các bác như là các bác đau cổ vai gáy này, đau cổ vai gáy, rồi là các bác nào đau lưng này. Đấy, đau lưng các bác ngủ ngáy này, ngủ không ngon này, ngủ không sâu giấc này. Đấy thì các bác mua cho em con này về hỗ trợ các bác trong việc ngủ, các bác sẽ giúp các bác ngủ ngon hơn, ngủ sâu giấc hơn. Bác nào mà đang đau cổ vai gáy, đau xương sống có thứ là các bác nằm cho em rất ok. Sản phẩm thì đóng gói rất là kỹ càng này và nằm êm lắm, nằm êm dã man. Đấy, và cũng đang rất là hot hit các bác nhá, đang hot hit, nằm thích lắm, nằm êm du luôn. Mà các yên tâm là dòng này nằm nó không bị lõm, không bị lõm như cái dòng gối khác. Như dòng gối khác là các bác nằm nó không bị lõm, như con này nằm yên tâm đi, nằm bao nằm bác luôn, dùng thích dã man. Đây các bác nhìn này, phần giữa nó thiết kế theo dạng lõm đấy, để phù hợp với cái khuôn cổ của mọi người nằm nhá. Đấy, phù hợp với khuôn cổ mọi người nằm đây, nó sẽ làm lõm xuống này. Đấy, hàng thì cũng là hàng ba tem luôn nhá, hàng ba tem quá xịn, quá ngon lành luôn. Đấy, hàng tem mát đầy đủ bác luôn, quá ok. Các bác nhìn này, con này này, ví dụ các bác ấn này, ấn nó sẽ đẩy lên luôn, ấn nó đẩy luôn nhiều cao su. Và khi ví dụ các bác có cuộn tròn này, các bác bỏ ra nhá, các bác bỏ ra này. Đấy, nó lại nảy về bình thường, rất là hay, nó dòng như kiểu dạng gối cao su ấy, nằm êm dã man, nằm thích lắm. Đó thì hỗ trợ bác nào trong việc ngủ ngáy, ngủ không sâu giấc, ngủ không ngon thì các bác mua ngay cho em con này về. Đấy, thì nằm rất ok.
Giá thì hiện tại đang rất là tốt, 120k nhá, 120k cho một chiếc gối công tay học nha, gối công tay học. Chỉ vì chiếc gối công thái học này mà ngày hôm qua ngay trong phiên live Phạm Thoại đã ngủ quên lối về luôn. Mọi người nhìn nhá, với thiết kế lượn sóng công thái học, độ cao vừa phải, chúng ta cùng nhau trải nghiệm. Với thiết kế như này, gối sẽ giúp chúng ta tránh đau mỏi vai gáy, tạo tư thế ngủ thoải mái hơn, mà giá chỉ hơn 100.000 đồng. Mọi người nhấp vào link bên dưới đây nhá. Đó, thực tế về sản phẩm nhá, dùng rất ok luôn đấy. Các bạn đó. Đã thấy Phạm Thoại ngủ quên Dùng trên live bao giờ chưa? Công thái học này mà ngày hôm qua ngay trong phiên live Phạm Thoại đã ngủ quên lối về luôn. Mọi người nhìn nhá, với thiết kế lượn sóng công thái học, độ cao vừa phải, chúng ta cùng nhau trải nghiệm. Với thiết kế như này, gối sẽ giúp chúng ta tránh đau mỏi vai gáy, tạo tư thế ngủ thoải mái hơn, mà giá chỉ hơn 100.000 đồng. Mọi người nhấp vào link bên dưới đây nhá. Đấy, thực tế về sản phẩm nhá, giá chỉ có là đi 120k cho chiếc gối công tay học này, giúp các bác ngủ ngon hơn, ngủ sâu giấc hơn. Đấy, hỗ trợ cho bác việc điều trị đau mỏi cổ vai gáy nhá, dùng rất là thích luôn. 120k một chiếc gối công tay học này. Đấy thì em vừa quay bác một số combo mẫu về gối này, rồi là có chiếu điều hòa 180.000 một chiếc, 1m62 1m82, và cũng rất là đang hot hit cái mã hàng đó là dòng chăn đũi hữu cơ sơ động này. Đấy, chăn đũi cực kỳ mát nhá, rất là thích hợp trong mùa hè năm nay. Nói chung là một cái combo bên em đang gửi bác một cái combo rất là mát. Đấy, nằm các bác cảm thấy sẽ mát mẻ và sẽ thấy sảng khoái trong mùa hè, cho cái mùa hè nóng nực này quá nhá.